Trùm trường mẫu giáo vừa cất tiếng khóc chào đời tại Quảng Ninh. Quả ngày dự sinh, bé gái Quảng Ninh chào đời nặng 5,3kg, tương đương trẻ 2 tháng tuổi. Mới đây, các bác sĩ trung tâm y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ và đón em bé gái nặng 5,3kg chào đời. Được biết, thai phụ 36 tuổi mang thai lần thứ tư. Dù đã mang thai 41 tuần 4 ngày, quá ngày dự sinh nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ. Kèm theo kết quả siêu âm thai to nên các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Bé gái chào đời nặng 5,3kg, cân nặng tương đương trẻ 2 tháng tuổi. Gây bất ngờ cho mẹ và y bác sĩ. Đây được coi là em bé nặng cân nhất từ trước đến nay chào đời tại viện. Sau ca mổ sinh, sức khỏe người mẹ và em bé đều ổn định. Bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên chủ động khám thai định kỳ. Nếu thai nhi vượt quá trọng lượng 3,5kg, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người mẹ. Khi mang thai 37 tuần trở lên, mẹ cần được bác sĩ theo dõi trọng lượng và đánh giá khung chậu để hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sinh nở. Mới sinh thôi mà đã thấy bóng dáng trùm trường rồi. Xin bía dù độc thân nhưng vẫn xinh. Nope. Trộm biếu quá, chứ đẻ thường lại hỏng hết hàng của mẹ bé ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và nhấn đăng ký kênh Tin Nhanh 5K để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.